Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của miền Tây Life, cuộc sống miền Tây nha. Thì hôm nay trong video này thì mình sẽ mời các bạn cùng mình đi xem cách mà để làm ra một cái chiếc lồng hoặc là một chiếc vợt để chúng ta hái trái cây. Thì những chiếc lồng này thường là mình thấy nó thường là dùng để hái xoài hoặc là những cái trái cây gọi là nó tương tự như trái xoài vậy, mà nó ở trên cao thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta leo lên hái được. Và lồng như thế này thì là một cái phương pháp rất là dễ dàng để chúng ta có thể hái được những cái trái cây cao như vậy. Thì xưa thì chúng ta sẽ có những chiếc lồng mà làm bằng tre. Thì hiện tại thì lồng tre nó mình thấy là nó khá ít bán và nó ít, và thường bây giờ thì họ xài những cái lồng bằng sắt. Về ưu điểm của những chiếc lồng sắt thì các bạn rất dễ nhận biết là nó sẽ bền hơn những cái loại lồng bằng tre đó. Và đương nhiên nó cũng sẽ dễ sử dụng hơn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chi tiết trình tự mà cách để làm ra một chiếc lồng như thế này hoàn chỉnh để bán đi như thế nào. Mời các bạn cùng xem nha. Cái gì? Cây lẹm. Ô, cây lẹm ngộ vậy đó. Nè, mình vô này nè. Dạ. Cây lẹm là để đường này nè. Ừ. Để đường này với kết này nè. Dạ. Cây lẹm đường này rồi để kết này nè. Dạ. Ủa, cây lẹm này là bằng tre hả? Tre à. Vô. Ngộ quá ha. Mát cái mình vô. Mới biết cây này luôn. Tối ngày nó vuốt mười mấy cây lại nó chứ nhiêu. Một ngày vuốt mười mấy cây. Mười lăm. Cái này là mình tự làm chứ đâu có mua được cái này hả? Vuốt lâu lắm. Cái lẹm đi đường lưới này. Móc tỉ mỉ nó móc rảnh tỉ mỉ đó. Chứ đâu phải làm ẩu ẩu được, làm ẩu ẩu nó hư cho gãy. Ủa là thọt chỉ vô chỗ cây nè. Vô chỉ một cây. Đầu vô đường cái thì vô đưa lấy cự đường cái thì dẫn cho nó qua phim. Thôi con đâu có biết đâu. Cự là sao chú? Cự lưới. Dạ. Cự lưới để đưa lỗ này đưa nè. Để gì làm được rồi. Con không biết cái này. Tay làm thần phục luôn á. Đảo bên đây đảo bên kia. Ổng chứ kết đâu có lẹ mà. Dạ. Được chứ không. Dạ. Người mặn không. Ủa ai đấy mà. Ngày thu nhập mình đây được gì 200 không ta? Ở dưới quê mình vậy cũng đỡ. Dánh thì làm mệt thì nghỉ hả? Làm nhà. Mà nói chứ tới chừng mà hàng gấp mệt cỡ nào cũng không dám nghỉ. Mà không tiệt da người ta đó. Người ta hối mình ha. Ừ, người ta hối mình. Ta hối mình là phải bằng ghế. Trời, em thấy lẹ ghê. Một phút. Mấy phút? Một phút rưỡi. Rưỡi hả? Dạ. Một phút rưỡi xa đường xong. Thì vượt lên chính mình ta cho đường này được. 1 phút 30 giây. Không rồi. Đây vậy? 1 phút 30 giây nãy giờ con thấy làm gì làm đúng 1 phút 30 giây luôn á. Đúng 30 giây luôn đó. Dạ. Nãy con bấm đồng hồ thử nè. Dựng lên chính mình. Mà người ta mần những khâu khác ta mần giỏi. Dạ. Không, nhưng mà lúc mà mình làm bình thường thì được, nhưng mà lúc mà làm ta bấm đồng hồ mình cung tay. Cung lắm làm không được. Dạ. Không rồi. Lúc đó mình nghe nó bấm đồng hồ ấy nó mình gắn vào. Gắn chắc được 3-4 tập sẵn. Dạ. Siêu sẵn. Gắn vô 5 cái. Cái này mà thi cho chúng mình là thua. Gùng quá. Bình thường thì mình làm được 1 phút 30 giây chứ. Rồi người ta mà những khác không tới. Dạ. Củi này để đây là để uống cây hay là sao chú? Cái vàng uống nè. Cái này là vàng uống cây đó. Đốt lửa chỗ này nè. Hơi cho nó nóng đưa lên đây nè. Hơi nóng mà đưa lên đây này. Cho cây nó thẳng ra hả? Ủa gỗ này chú nhà tự đương luôn hay sao vậy? Mua đó, mua với những kia mình về treo cho nó khối rồi. Cho đựng mọt ăn. Mua mấy năm nay rồi, còn giao cây hồi năm kia. Ở dưới người ta bắt cũng tốt. Dạ.
nó đó nó bị gì mà lấy cái cây thọt vô đó. Thích quá hai cậu mà xeo ra cho nó hở cái độ hở ra. Dạ. Không nhét vô được. Chứ không xeo vô mà đâu nhét được. Dạ. Cho nó hở ra mới đút lưỡi dao vô được. Lưỡi dao đó là mình mua là về có sẵn. Mua vậy là mua rồi về phải cắt nữa. Cắt lại. Dạ.